Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B Quân Thành. Và ông ơi, hôm nay anh sẽ dẫn em cùng các bạn đi học lớp học của một con robot. Em không đi học đâu, sắp nghỉ Tết rồi. Giờ này là em chỉ muốn đi sắm Tết mua quần áo mới thôi. Quá chuẩn luôn. Coi như hôm nay là buổi học cuối đi. Và cái lớp học này đặc biệt mà, robot dạy ấy, nó sẽ túm cổ em đâu. Bong, bong, bong. Không, được rồi, em sẽ tham gia lớp học và cho anh biết em sẽ là thủ khoa của lớp vì em đã xinh lại còn thông minh. Mời anh đến. Còn các bạn ơi, anh nghĩ rằng anh sẽ chạy trốn các bạn ạ, vì con robot đấy là một con quái vật đấy. Rồi bây giờ chúng ta vào video thôi, và các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh nhá. Yeah. Ấy giả, đây là thầy giáo gì? Đúng rồi, con robot mắt đỏ ngầu này, em ở đấy mà học nhá, nó sẽ bóp cổ em, nó bẻ xương của em nó luôn. Ui giời ơi, con robot này cũ xì, các bạn thấy không? Mày dỉ hết rồi. Có khi á, chưa chắc nó đã đấm được em, nó đấm được em phát tay nó rụng ra luôn. Và tựa game này có tên là gì hả? Tựa game này tên là Mr. Nightmare School, tức là trường học của ngài ác mộng nha. Rồi, bây giờ chúng ta vào xem nhá. Ui. Ngủ ngáy. Các bạn ơi, mình chỉ thấy học sinh đi học ngủ gật chứ chưa thấy giáo viên ngủ gật bao giờ các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào chơi thôi các bạn. Ui, lớp học của B Quy Thành chả có ai, có mỗi mình B Quy Thành thôi. Đấy, thầy giáo của chúng ta này trông dỉ xét như kiểu đồ cổ ấy à các bạn nhỉ. Đồ này phải từ thời pha lê ông cởi chuồng thật luôn. Đúng rồi, mà có vẻ ngủ say đấy. Thế này học hành gì? Thôi trốn học đi các bạn ơi. Tôi thấy là mình trốn học đi vì thầy giáo này trông đã không uy tín rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Có một bạn nữa nè. Có một bạn nữ nữa đây này. Ôi, thầy thức dậy rồi. Thầy bảo là B Quy Thành, ngươi đi đâu? Lớp học còn chưa kết thúc cơ mà. Ôi trời ơi. Chạy, chạy đi chứ còn gì nữa. Ôi, thầy ơi. Thầy cầm cái kia, thầy xiên cho B Quy Thành một phát luôn. Trời ơi, các bạn ơi, thấy chưa? Cúp học không phải là dễ đâu, thầy xiên cho đấy. Rồi, thầy đuổi rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Đi thẳng này. Đi thẳng, rẽ bên này. Đúng rồi. Rẽ những cái đường nào có poster. Đây. Đúng rồi. Nhanh lên, thầy bắt được bây giờ. Đúng rồi, ê đây. Trèo vào đường ống thông gió, ấy thế là thoát. Ê, thầy giáo robot gặp em là hốt. Đi thôi các bạn ơi, chuồn khỏi cái trường học bất ổn thôi. Nhảy xuống. Ui giời. Ui, cái gì đấy? Đến đây rẽ, các bạn đi rẽ. Có một bạn nào trốn ra khỏi đây và đã bị thầy cắt một tay sao, với vết tay máu này. Đây là một lớp học khác à? Không, bây giờ chúng ta tìm cách thoát khỏi cái lớp học bất ổn này bằng cách vượt chướng ngoại vật. Đấy, thấy không? Vượt chướng ngại vật chứ không phải là ngoại vật. Thế à? Học dốt thật đấy. Nhảy gần quá là có đâu. Bấm nút. Ai à, không phải. Bấm bây giờ, cái gì? Mình sẽ xếp những cái thùng vào đây để mình leo lên. Ok. Người ta gọi là thông minh, học sinh thông minh nhất hành tinh, nó phải thế. Ảo thật đấy. Đi thôi các bạn ơi. Cái gì kìa? Đường ống nước dỉ xét, lớp học của thầy giáo ác mộng đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi mon men theo cái đường ống này. Đi thế này mà anh bị rơi em chịu luôn đấy. Rơi là đồ dở hơi. Em rơi, anh không bao giờ rơi luôn. Cái này là răng cưa đấy chưa. Dẫm vào chắc chết đấy nhỉ ông nhỉ. Chết chứ còn gì nữa, phải nhảy qua chứ còn gì. Kia là bạn học của B Quy Thành đồng hành cùng nhau trốn học các bạn ạ. Cúp học này có những người bạn cúp học cùng mình. Rồi, mình sẽ kéo. Okay. Nếu mà đấy là lớp học bình thường là anh không bao giờ cúp học đâu. Nhưng mà thầy giáo gì đâu, toàn bắt mình ăn thịt thì thôi, mình chặt chuồn đúng không các bạn? Lên đi. Bạn ơi, rồi mình với bạn cúp học, bạn chạy nhanh thế. Bạn ấy sẽ về đích trước B Quy Thành mà xem. Còn lâu đi, nhìn anh này, anh đuổi một phát bắt được luôn. Đố vượt được bạn kia luôn. Bạn ấy chạy trước thôi. Rồi, đuổi ngay, bắt luôn. Lên. Không chạy kịp mà bị thầy bế ăn thịt luôn rồi. Đúng rồi. Vẫn ở đây. Ai đấy? Ai đấy tự nhiên đèn tắt ai đấy? Thầy vẫn ở đây. Chắc phải có cả thầy khác nữa chứ. Thầy đấy dạy tất cả các môn hả? Có cái gì đấy đuổi theo mình á. Ôi, thấy chưa? Đó, đây là thú cưng của thầy. Thú cưng của thầy nhìn như con cua ấy các bạn ạ. Nhưng mà nó không có hai. Thầy ơi, chân. Thầy ơi. Thầy ơi. Cứu ơi. Xin vĩnh biệt. Quái vật robot của thầy có nhiều răng nhọn nhọn các bạn ạ. Chạy đi. Bây giờ cắm đầu mà chạy. Ấy, nó đang đuổi đằng sau đấy, nghe tiếng không? Đây có những cái mũi tên trên tường á các bạn ơi. Một cái gì đây? Một căn phòng khác các bạn ơi. Okay. Tôi đóng cửa luôn, và ở đây có những cái bẫy gấu rất to.
Ôi dồi, không cẩn thận là bị kẹp cho queo luôn các bạn ạ. Đi sang phải đây à. Đi cắm mặt vào tường là đứa không bình thường, nhưng mà thà không bình thường còn hơn bị chết các bạn ạ. Lên cầu thang các bạn ơi. Chết các bạn bảo anh Vũ Thành ngu phết. Hay lắm. Ôi, những chướng ngại vật bằng laser. Ai xả được thế nhỉ? Đấy người ta gọi gì à? Đẳng cấp, phải okay, kỹ năng đẳng cấp. Okay, okay. Yeah. Phòng này chỉ dành cho giáo viên thôi. Cái gì ạ? Nó là mấy con robot giả danh mấy cái đống sắt vụn các bạn ạ. Thấy không? Đây là mình mà chạm vào cái nó tóm cổ mình luôn. Nhảy qua chắc không được đâu, phải đi mon men. Nhảy qua cái ghế, đúng rồi. Đi sang cái ghế, đúng rồi. Thẳng sang cái ghế, đúng rồi. Đúng rồi. Thoát khỏi đây đâu. Chấn thương sọ não. Tụt IQ trở thành đứa ngu si rồi. Không sao, tỉnh dậy. Đây là phòng tập gym nha các bạn. Tìm nút 3. Tìm nút 3. 3 nút à? Là 3 nút. Rồi, mình sẽ bấm từ màu đỏ sang màu xanh. Rồi. Ôi dồi. Hai cái đứa đuổi mình luôn. Cả thầy và cả thú cưng của thầy đang đuổi nha. Thầy ơi, ra cho em không chỗ đồng nữa đâu thầy ơi. Tìm nút đi, tìm nút đi, đừng quay lại nhìn thầy nữa. Đây, rồi đây rồi, hai nút rồi các bạn ơi. Rồi một nút nữa ở đâu? Thầy xiên rồi. Thầy xiên rồi. Rồi, rồi. Thầy xiên là cái chắc. Thầy leo chậm lắm nên là mình cứ ở trên này thôi các bạn ạ. Đây không có rồi. Có đấy. Thấy chưa? Đây. Ba cái này là ba cái nút. Thoát khỏi đây thôi. Rồi bật được ba cái nút. Thoát được rồi các bạn ơi, tí thì chết. Thoát khỏi cái hai cái con đấy đuổi là đỡ sợ rồi. Do thế phải đi vào cái vạch này thì mình mới chạy nhanh. Ok, được rồi các bạn ơi. Chạy nhanh mới đi được cái kia. Mà tốc độ God Rider. Đấy. Mà tốc độ cái con khỉ. Mà chết rồi. Mà tốc độ nữa. Nhìn đây này, làm lại. Lỗi kỹ thuật thôi. Ôi giời. Lừa đấy, giả vật chết thôi. Laser đấy. Laser sợ gì? Ê, cẩn thận, ê, chạy đi. Một bánh kia. Không bao giờ thua. Đâu? Thắng chưa? Cẩn thận cái này có bẫy nha. Nhìn những cái này nó đấy, nó vỡ đấy các bạn ơi. Đấy. Ui giời. Ê, thắng rồi. Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi thoát rồi mà sao thầy lại đứng bên ngoài thế? Thầy to thế kia. Ha? Ê, mình có cái khẩu súng gì kìa. Ôi nhìn bên này cầm súng kiểu này nha các bạn. Bắn đi. Cái đầu nó này kìa, thấy chưa? Bắn đi. Bắn đi, tiêu diệt thầy giáo độc ác ấy các bạn ơi. Cái mặt nó mà tách ra là thành cái súng laser đấy. Đấy, thấy chưa? Thành chết chắc thầy ơi. Không bao giờ chết luôn. Thầy giáo vẫn còn chưa chết một nửa, nhưng bên Thành đã sắp chết. Ô, cái gì đấy, chạy kiểu gì ấy, nhìn chả thấy cái gì á. Ôi không xong rồi thầy đấy. Chạy luôn. Thầy đốt một phát thì baby Thành chỉ có thành một nắm cho. Thầy à, bắn vỡ bụng thầy luôn. Thầy à, thầy giáo thầy. Robot đấy, thấy chưa bắn đi. Đây đang bắn đây. Băng. Thầy bắn cả băng. Cái sóng âm gì á. Băng. Thầy à. Bắn vào đầu thầy á. Bắn liên tục nhưng thầy vẫn chưa chết, thầy chỉ sắp chết thôi. Thầy làm sao giết được em. Thầy. Bắn đi. Ủa. Thầy à. Nhảy đi. Tăng. Nhảy đi mày. Thầy trước khi chết đang quẩy. Luôn. Thầy bị tung các bộ phận ra luôn. Rồi thầy sao? Giáo độc ác. À đây. Đi xe buýt. Vừa thoát rồi các bạn ơi. Bùm. Đi xe buýt. Ok. Yeah, thoát rồi, thoát khỏi trường học thầy giáo robot ác quỷ rồi các bạn ơi. Thế tóm lại là trường này chả dạy cho mình cái gì hết các bạn. Chưa kịp dạy cái gì, thầy giáo vào cái đã thấy ngủ mà. Không thấy dạy gì đâu. Sao còn bắt mình cắt cổ nữa các bạn, ghê quá. Đấy, thấy không? Thế anh lái xe không? Wax slide không? Lái đi đâu đấy? Không biết. Không biết nữa. Đồ ngu. À, đây là chỗ chiến thắng này các bạn. Xe đè cả vào đầu. Trời ơi. Ôi giời ơi, xe với chả cộ đè bẹp dí. Rồi các bạn ơi, vậy là bên Quân Thành đã thoát khỏi lớp học của thầy giáo robot chuyên dạy người dốt thành người dốt, đặc biệt là ốc dốt. Và các bạn đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để các bạn thích video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhảy lên. Đúng là con trai của ta.